khá to này mà chỉ có hết 30 triệu. Bạn sau đi đây đi qua chị Thịnh. Bán xôi bánh mì á, ăn ngon lắm. Thì xôi mặn không gì chứ mà khá là đó, là 30. Lạnh hai vết sẹo, câu 5 mũi. Rất tuyệt đây nhưng mà quá là may mắn là không vào mắt. Sản phẩm đây, cái kính cường lực này nó không an toàn lắm. Đang bưng không có vào đâu hết mà nó vỡ. Vỡ nó nổ nó văng những cái miếng bằng này này. Chứ không phải là hột lựu đâu. Một phát vào mặt luôn. Thế cho nên là khi mà làm việc với những cái kiếng cường lực như thế này á thì phải nai nịt cho nó chắc vào, bởi vì là những kiếng cũ á nó đã bị già cỗi rồi. Nó có nhiều vết va đập từ ngày trước mà mình không biết, thì thậm chí nó không có va vào đâu hết, nó vẫn có thể bị vỡ. Thế cho nên là khi mà làm việc với những cái này thì mình bắt buộc mình phải bảo hộ cho thật là kỹ càng vào. Nhưng mà khi mà khởi nghiệp mà nó bị thiếu tiền thì mình sẽ rơi vào hoàn cảnh là gói ghém. Mà khi gói ghém như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái nó không tốt, và rất nhiều cái không tốt sẽ cộng với nhau. Và đấy sẽ là cái nguyên nhân dẫn đến thất bại. Nếu muốn làm ấy, thì tính rồi là ít nhất là gấp đôi số tiền mình cần. Những cái việc gì mà mình làm được thì làm, mà không làm được thì thuê dân chuyên để nó làm. Ở đây thì kinh phí của mình nó không được nhiều, mà mình cũng gói ghém quá cho nên là nó mới phải đụng vào những cái kính cũ như thế này. Trong những quyển sách người ta nhắc đi nhắc lại rồi, đừng để khởi nghiệp chết vì thiếu tiền. Mình đang lại thiếu tiền, không được, tình trạng như thế này tiếp tục thì không được. Mình đã làm hết sức rồi, như vậy là rất là tốt rồi. Sơn như đây 5 triệu tiền công. Nhưng mà mấy anh em rất quen là cho nên là ít sẽ chịu. Chứ là tiền ăn nhậu nó là hại. Cái này bởi vì cái kẹp mạch máu rất nhiều, với hai kẹp này mới mốt trong ca mổ mình kẹp dấu cho nó thì nó dễ hơn à. Hiểu không? Cái này hay là những cái ca mổ lờ nhiều thì mình thực ra còn lấy thôi chứ. Chị này để máy cơ anh ạ. Máy cơ. Xử lý rác. Trước giờ mình vào một cái nhà máy xử lý rác. Tám được gấp ngày. Cơm xong ấy. Nước này để ủ chứ nhỉ? Đang ủ. Còn đấy chú coi không nhỉ? Nhiệt độ cao hẳn lên.
Cua này để ủ đây. Đốt thì nó sẽ đưa hướng ngầm xuống dưới. Mày ăn từ từ thôi. Ăn từ từ thôi. Chim chim. À quá nào. Đây nè. Thank you.